chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, hiện nay cơn bão Hủ Không đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, tức là 27 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Trong khi đó, trên đất liền, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều mai, tức 27 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ, từ chiều mai thì gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ, có nơi là từ 22 đến 24 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 100%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, ở vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, ở vùng núi có nơi từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ và độ ẩm là từ 75 đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 19 độ và độ ẩm là từ 70 đến 85%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ, ở phía Nam có nơi từ 23 đến 25 độ và độ ẩm là từ 75 đến 85%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, ở phía Nam có nơi từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, ở phía Nam là từ 29 đến 32 độ, và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Định, trong vụ đông xuân 2012-2013, lượng mưa toàn vụ sẽ đạt thấp, nhiệt độ sẽ xuống thấp do những đợt rét xảy ra vào cuối tháng 2, đúng vào giai đoạn lúa trổ, vào chắc nên sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa. Bởi vậy, muốn đạt thắng lợi trong vụ sản xuất này, cần phải dồn nỗ lực cao độ trong quá trình canh tác. Bên cạnh đó, ngành chức năng của tỉnh cũng đang lo lắng cho những diện tích sản xuất hai vụ một năm đang xuống giống. Bởi hầu hết trên diện tích này, bà con đều làm lúa lai. Trong khi đó, kỹ thuật về ngâm ủ giống lúa lai bà con vẫn chưa nắm hết. Nếu không thực hiện đúng quy trình thì hạt giống sẽ nảy mầm kém, vừa hao giống vừa làm chậm tiến độ sản xuất. Đồng thời, năm nay trên địa bàn tỉnh không có mưa lũ, đồng ruộng không có phủ sa nên đất sẽ thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Do đó, đồng ruộng phải được bón phân lót để tiếp sức cho cây lúa phát triển. Nếu diện tích nào chưa được bón phân lót thì trong đợt bón lót lần 1 sau khi gieo xạ cần phải bón nhiều phân hơn để cây lúa có đủ sức khỏe sinh trưởng, phát triển, thuận lợi ngay từ đầu. Còn về vấn đề nước tưới thì phải tưới ướt, khô, xen kẽ. Có những giai đoạn thì dừng tưới, không cần nước ngập mặt ruộng, chỉ cần giữ độ ẩm cho đất như giai đoạn lúa đẻ nhánh sau khi xạ từ 25 đến 40 ngày. Hoặc có thời điểm chỉ cần tưới nước ngập mặt ruộng khoảng từ 3 đến 5 cm như giai đoạn lúa trổ, bởi trong hai giai đoạn này thì tưới ngập sâu cũng không có tác dụng gì cho cây lúa mà còn lãng phí nguồn nước vốn đã quá khan hiếm. Thực hiện tưới theo cách đó thì cây lúa vẫn phát triển bình thường và không ảnh hưởng đến năng suất. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 55 cho đến 65%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo của chúng tôi.